Rồi, sáng nay thì bọn em khởi hành từ Đập Châu Đốc để tiến hành đi xuống phía rạch Giá. Đấy, thì về rạch Giá xem có cái gì không. Nếu không có thì ta sẽ về về Hà Tiên, sau đó là về rạch Giá. Đấy. Rồi, tiếp tục lái xe hành trình. Đấy. Tạm biệt Châu Đốc nha. Để em tiến hành về Hà Tiên, sau đó là về rạch Giá, sau tiếp tục là về Cà Mau. Ra gần khu chợ Châu Đốc các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy không? Và bên kia sẽ vào cái bán quán gọi là bún mắm đặc sản Châu Đốc, xem có cái gì hay không nhá. Em bây giờ mới từ sang cách anh chị em đã sang trang trước rồi. Ok, ăn sáng đã. Mời các bác ăn sáng nhá. Hôm nay là ngày rằm cho nên là vào quán không có đồ mặn các bác ạ, toàn đồ chay. Những cái này là chả làm từ đồ chay giò làm từ đồ chay. Những cái gì các bác ạ? Nấm với những cái gì ấy, không có thịt tí nào hết. Đấy, nấm này. Đấy, toàn làm từ đồ chay thôi các bác ạ. Muốn ăn thịt không có đâu nhá, ăn sáng có nhá. Hỏi người ta bún mắm người ta bảo mai bán, hôm nay không bán. Rồi, Khởi hành thôi các bác. Bây giờ là mình sẽ đi dần dần về phía Hà Tiên. Chợ này gọi là chợ biên giới Tịnh Biên à? Đi kia quay đầu xe lại. Quay đầu xe đậu bên này giống xe này nhỉ? Ở bên trong này có đậu này, chắc phải gửi xe đâu. À, ok. Gửi xe vào chợ tí. Đây. Đây gọi là chợ biên giới Tịnh Biên các bác nhé. Vào chợ xem có gì không? Kìa, xuống lấy cái vé. Lấy cái vé. Đâu giờ 20 ngàn. Đóng luôn 20. Hai chiếc màu đen luôn nha. Ok. Đây là chợ Tịnh Biên à? Đúng rồi. Cái chỗ côn trùng nó bán đâu anh nhỉ? Đó là cái ông dài ngò ở kế bảo vệ đó. Ngồi kế bảo vệ là có côn trùng. Đúng rồi. Chờ tiền khách chứ. À, tại quay vô đây luôn nha. Có cái bàn đó sắp cho. Chứ em hút thuốc đâu. Anh chỉ cho em cái nhá. Anh chỉ cho em cái. Bắt đầu đi vào chợ Thốt Nốt xem có cái gì hay không này. Ở đâu rồi? Bọn kia đi đâu rồi? Ôi giời. Còn hoa mấy quả mấy cái gì? Hoa quả. Đây. Cổng chợ đây. Vào xem có gì. Chợ biên giới à? Biên giới xem có gì để em cho room to ra đã. Mát đấy. Không có gì khác nhỉ. Cũng như bình thường đấy các bác. Như một cái chợ bình thường ở. Cháo 300 chị ơi. Đây là những cái gì? Đây là thuốc bắc mà. Một cặp không. Đây có mỗi cái hộp này côn trùng thôi này. Đây là thuốc ý. Nhưng mà để ngâm rượu hay làm gì đấy chị? Không có ai để hỏi. Đây này, mẹ có cái chỗ này. Thế sao nó ở chỗ nào? Mua cho bố vợ được bình rượu, ngâm bọ cạp với lại ngâm cái xe của em đấy. Muốn mở cốp là cứ phải thế nó mới mở. Đấy, dí vào rồi lại dí ra nó mới lại mở các bác ạ. Khổ thế chứ này. Rồi để kiếm chỗ cất cái... Đây đã, cất cái bình rượu. Từ đây đến cột mốc cung Campuchia khoảng bao xa hay? Map chỉ còn bao xa? Cây. Một cây à? Để check in cột mốc cái Campuchia nhá, không được sang các bạn. Nếu mà được sang thì cái cửa khẩu hôm qua đã nhộn nhịp lắm rồi. Nhưng mà vắng như chùa Bà Đanh luôn. Qua cái cầu này là bên sắp đến biên giới Campuchia các bạn. Đây, hình như Việt Nam xuất khẩu đệm sang Campuchia. Cả cái xe đằng trước kia nữa nó đang xuất khẩu bao bì à. Xung quanh cánh đồng lúa các bác thấy đẹp không? Cực đẹp luôn đúng không? Xa tít mù khơi. Đi bộ từ đầu này sang đầu kia thì cũng khớt ra phết đấy. Nhưng mà mấy dãy núi kia là thuộc Campuchia rồi các bác nhé. Những cái tròi. Chắc là nhà dân ở đấy. Không,
tròi canh đường biên. Tình hình là không được vào cột mốc check in rồi các bác ạ. Kìa, cửa khẩu kia các bác nhá. Thôi mình cứ vòng qua kia đấy. Vòng lại. Đấy, đi vòng chỗ rộng rộng này thôi, không được vòng chỗ sâu lắm. Rồi, đến đây thôi, chỉ được đến đây thôi các bác ạ. Đây, tất cả xe Việt Nam đang xếp hàng sang bên kia và bây giờ em phải quay lại. Đấy. Gặp cái anh biên phòng. Anh biên phòng là người Lạng Sơn luôn. Đấy, nhìn này. Quốc tế tỉnh Biên. Đấy. Đây, đây lại nhập khẩu về Việt Nam này, không biết cái, những cái gì đây. Gạo. Gạo. Không, Việt Nam thiếu gì gạo mà phải nhập khẩu. Nhập về để bán đi tiếp chứ em. Đúng rồi. Nhập về bán đi tiếp. Rồi. Gạo hay lúa gì đấy. Thôi đi đi. Anh biên phòng. Đây như một các đoàn các chị này là sang buôn bán gì đây này. Mày mình không ngày xưa không đi bộ đội chứ bây giờ vào đây công tác thì chết mệt đấy. Thế là không được check in rồi các bác ạ. Không được check in ở cột mốc rồi. Đồng lúa. Người ta đang không cho. Nhìn xa được check in phải ngon quá không? Em đang trên đường đi vào nhà mồ, vào thăm nhà mồ Ba Trúc. Trên đường vào gói cầu đang làm. Đường vào nhà mồ Ba Trúc gói cầu đang làm, nó là người ta làm tạm đây một cái cầu sắt ở bên cạnh. Đấy, xong rồi là chùa Tam Bửu các bạn. Ở trong chùa Tam Bửu này thì ở phía bên phải này. Bên phải này là chùa, còn bên trái này thì đang đi vào xem cái nhà mồ Ba Trúc nằm ở chỗ nào. Chưa biết chỗ nào luôn. Kia là cái gì kia? Không biết nhà mồ là chỗ nào luôn. Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa. Phải đi vào trong đã. Kia kia kia, nhà mồ Ba Trúc kìa. Đấy các bác nhìn thấy không? Đó, nhà mồ Ba Trúc. Các bác nhìn thấy phía trước không? Đấy chính là nhà trưng bày tội chứng, à, chứng tích tội ác của bọn Pol Pot. Đấy, vào đây sẽ có rất nhiều những cái ảnh để chia sẻ các bác về cái tội chứng của bọn Pol Pot ngày trước nhá. Ngày xưa tội ác của Pol Pot là rất lớn đấy, tội diệt chủng. Nào, mời các bác đi vào đây. Ôi dào. Wow. Dân số của thị trấn Ba Trúc. Đây, chứng tích tội ác đây. Ôi, cái này cái gì đây? Bọn Pol Pot dùng để giết hại đồng bào Ba Trúc. Mìn chống cơm. Ôi, có cả mìn chống cơm này. Vũ khí bọn Pol Pot dùng để giết hại đồng bào Ba Trúc năm 1978. Ôi, dưới đây lại có mấy cái cây tre này. Khúc tầm vong. Sử dụng đập đầu trẻ em. Úi trời, cái to này mà để đập đầu trẻ em. Đấy. Cái gì đấy? Bọn Pol Pot dùng để thọt gì đấy? Cửa mình phụ nữ sau khi đã bị chúng ta biết. Úi trời, cái cây này. Sát hại đồng bào Ba Trúc. Cây nhỏ. Hơn 3.000 người. Hơn 3.000 người đã ra đi à? Người dân đốt cháy hết rồi đâu. Những cái tấm ảnh ngày xưa. Sát người dân Pol Pot giết trước miếu An Định. Sát người giết và đốt. Ôi trời ơi. Cánh đồng núi Phú Cường. Hàng trăm người luôn chồng nhau. Này, các bác nhìn này. La liệt. Thấy thế này. Chất thành núi này luôn này. Ghê không này. Đấy, cánh đồng này. Đúng là cái đội này phải nói là siêu tàn ác này. Còn những cái ảnh từ ngày xưa. Cái gì đây? Hang Ba Lê. Hang mang tên người thoát chết trong khi gần 50 người bao gồm cha mẹ vợ con anh chị dòng họ của ông đều bị quân Pol Pot giết chết tại đây. Cái hang này. Rất nhiều những bức ảnh chứng tích lịch sử. Nhóm xương sọ đã trở thành di vật, đều bị sứt mẻ do bị đập đầu hoặc đạn xuyên phá. Phải nói rằng là đây này, các bạn đọc đây này. Tội ác của dân Pol Pot đã gây ra
tàn sát toàn tuyến biên giới, 4158 người, làm bị thương 774 người, tàn phá tài sản 4500 căn nhà. Hiểu. Chứng tích này. Đây ảnh của nhà Mồ Ba Trúc. Trẻ mồ côi từ lúc 11 tuổi sau vụ thảm sát ở Ba Trúc. Người di dứt sống sót và Hà Thị Hà Nga, 39. Sống sót khi cha mẹ anh chị em ruột chồng 6 đứa con, cùng chồng và 6 đứa con chị cùng cả dòng họ trên 100 người vì bọn Pol Pot giết chết đêm 14 tháng 4 năm 1978. Một cả họ cũng đã là xong rồi. Rất nhiều những chứng tích lịch sử. Đây là nhà. Các sản phẩm truyền thống làm từ cây bàng. Cây bàng luôn đấy. Sang phía bên này là nhà mồ Ba Trúc các bác này. Đây. Các bác biết nhà mồ này người ta làm cái gì, lưu trữ cái gì không? Đây. Nơi gìn giữ 1.159 bộ hài cốt của đồng bào Ba Trúc trong tổng số 3.157 người bị dân Pol Pot thảm sát từ ngày 18 tháng 4 năm 1978 đến ngày 30 tháng 4 năm 1978. 18 đến 30 tháng 4 luôn. Trời ơi. Từ 18 tháng 4 đến 30 tháng 4 là có 12 ngày. Mà có đến 3.157 người bị tàn sát. Thảm sát. Hơn 3.000 người có 12 ngày. Dã man. Phải nói là siêu dã man đây. Quay cho các bác quang cảnh nhà mồ bên trong này. Đấy. Và là bây giờ thì em sẽ chuẩn bị vào trong đấy để quay cho các bác ở bên trong cảnh nhà mồ bên trong nhé. Các bác chuẩn bị bước chân vào nhà mồ nhé. Chuẩn bị bước chân vào nhà mồ để xem hơn 1.000 bộ hài cốt của những người đã từng tử nạn do quân Pol Pot. Rồi, đã bước chân vào nhà mồ và em sẽ không nói nhiều ở trong này được quá nhé. Đây. Công đức. Đó. Đây là những cái bộ hài cốt của những người từ 21 đến 40 tuổi. 155. Tức là khoảng 155 bộ. Các bạn nhìn nào. Đấy, từ 21 bốn mấy tuổi. Đây là từ 20 từ 16 đến 20 tuổi và trẻ em. Đây vừa trẻ em này. Các bạn nhìn xem. Đây là bộ xương này. Đấy. Và nếu mà trẻ hơn nữa thì có trẻ em từ 3 cho đến 15 tuổi. Đây. Đây. Ủa, mấy nghìn bộ cơ mà. Các bác thấy không? Đây. Đây là những cái nơi mà sợ mà không xác định được tuổi. Đây. Nam, đây là của nam 15, 16 đến 20 tuổi. Trẻ sơ sinh, các bác nhìn này. Những cái tàn chứng còn lại của trẻ sơ sinh thì không, kiểu như là xương nó còn ấy quá, nó chưa phát triển được, nó không còn được. 2 tuổi, 29 bộ. Đấy. Còn đây là nam trên 60 tuổi là những người già, tức là từ 2 tuổi trở lên là đều dính, đều chết hết, và hơn 1.000 bộ nằm ở đây. Nam từ 21 đến 40. Đấy, các bạn nhìn xem. Xung quanh này là tất cả. Đấy, quay cho các bác một vòng xung quanh nhé. Đấy. Quá là khủng khiếp, tội ác quá khủng khiếp. Rồi bây giờ mới bắt đầu đi ra ngoài kia. Nhưng mà ở trong này em thấy có một cái hiện tượng là người du lịch thì ít, nhưng mà những cụ bà kiểu như là trông già ốm yếu, ăn xin thì nhiều. Đấy. Thôi được rồi, bây giờ thì mình làm phúc mà. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài xe, sau đó là tiến hành tiếp tục di chuyển về Hà Tiên. Còn khoảng đâu đó khoảng tầm 5-60 cây nữa đấy, không ít đâu các bạn. Đấy. Bên kia là chùa, bên này là mộ. Đấy. Bên này là mộ của mấy nghìn người, sợ không? Các bạn thấy kinh khủng không? Có xương hài cốt đàng hoàng luôn. Đấy, và em lại thương với các cụ già lại cho đấy. Này cho thì nhiều cụ lắm. Còn khoảng 30 km nữa thì đến Hà Tiên.
nhưng mà em chạy suốt từ trên kia xuống 4-5-60 cây rồi, ở hai bên đường nó cứ có cây hoa vàng vàng như thế này, không biết nhà nước có trồng không mà thấy hai bên đường này toàn cây như này thôi. Nhưng chỗ này là còn ít đấy các bác, đây màu vàng nó rất đẹp nhá. Đấy, như hàng rào mà có cái cây như này thì phải đẹp không. À, chạy suốt từ trên kia xuống thì cũng là dọc theo cái bờ kênh như này, bên phải là một cái bờ kênh, kênh này là kênh đào chứ không phải là dòng sông đâu, không phải sông tự nhiên đâu mà là kênh đào, đường đi thẳng tắp luôn. Mỗi tội đường ở đây thì có đoạn ngon đoạn không, cái đoạn này đang đổ đường nhựa bằng tay đấy, thế thành ra là nó hơi xấu, còn nếu đổ bằng máy thì là nó khá là ok đấy. Đây lại cái cây hoàng vàng vàng này, đây là cái gì đây, trung tâm hành chính xã Phú Lợi, xã Phú Lợi. Ôi, 12 giờ đã ra đến giáp biển rồi các bạn ạ. Đấy, còn đi đến đây tiến lên kia khoảng 4-5 cây nữa thì đến Hà Tiên. Đấy, biển nè. Vô cực luôn nhỉ. Biển vô cực. Đấy. Đến Hà Tiên nó sẽ ăn gì, ở đường đoạn này xấu thế. Đoạn tiếp giao này. Nhưng mà nước biển ở đây nhìn kỹ kỹ thì không thấy nó trong lắm nhỉ. Đục. Vào thành phố Hà Tiên rồi các bạn. Cái gì kia? Mặc cửu à? Tượng à? Tổng cái gì kia? Cái gì Hà Tiên kìa? Không đọc được. Thành phố Hà Tiên kính chào quý khách. Vâng, em xin chào các anh em Hà Tiên nhá, các bác ở Hà Tiên nhá. Đây. Rồi, ok. Mình dừng ăn trưa ở quán này. Các bạn, ở đây xem có cái gì ăn trưa không ạ? Đang ở Hà Tiên. Ngoài xa xa cái là bờ, cửa sông với bờ biển. Đây là cửa sông luôn này. Ngoài trường này còn là biển này. Cho các bác nào chưa biết Hà Tiên ở đâu nhá. Đấy, đây toàn bộ bản đồ Việt Nam này. Đấy, đây là Phú Quốc này. À xin lỗi các bác. Đây là Mũi Cà Mau này. Đấy. Thế nhưng Hà Tiên lại là điểm gần như là điểm cuối cùng ở phía bên này của đất nước. Đấy, thành phố Hà Tiên đây. Các bác nhìn thấy không? Đấy. Đây đường biên giới này. Đấy, đường biên giới đấy. Đây đường biên giới đây. Đấy, bên kia là Campuchia. Đấy, thấy không? Đấy. Chưa đến đây bao giờ mà. Chiều nay bọn em sẽ di chuyển về phía Rạch Giá. Đây. Và tiếp tục từ Rạch Giá sẽ đi sang phía Cà Mau. Đấy, phía Cà Mau. Và tiếp tục là di chuyển đến cuối cùng điểm Mũi Cà Mau luôn này. Đấy. Xong từ Mũi Cà Mau này sẽ đi theo cái đường ven biển qua một vài tỉnh ở đây, qua Hồ Chí Minh sang Vũng Tàu rồi lên cao nguyên rồi đi dọc bờ biển đi về. Đó, các bác thấy không? Đấy, hiện tại đang điểm của đây của Việt Nam và trong khi đó nhà em ở mãi tận đây. Cái điện xa xa này. Cái xa Phú Quốc không? Là cột điện là ra ngoài đảo Phú Quốc. Ăn xong rồi đi lang thang bờ biển tí các bạn. Kéo điện lưới sang. Cái điện lưới nổi ở trên mặt biển. Thế đảo kia là đảo Phú Quốc rồi à? Gần thế nhỉ? Không, chưa phải Phú Quốc, nó là cái đảo gì xong mới nó mới đến. Đảo Phú Quốc xa lắm mà, đâu phải thế. Nhìn đúng không? Như thế nhưng mà đi tàu. Đây chắc đường điện này chỉ ra cái đảo đấy thôi. Chứ không phải ra Phú Quốc thì phải. Thế thì anh nắm được thông tin rồi. Thì nó nắm được đâu. Cái đường điện này nha các bác nha, là nó vừa là cái đường cột mốc ở trên biển nữa luôn. Rất là quan trọng. Dừng đây uống nước tí các bạn. Đây quán nước này. Nhưng không biết đây là cái mộ à? Đây có cái mộ gì ở đây nhỉ? Đúng không? Thấy thắp hương thì chắc là cái mộ. Nhưng không phải cái bia gì ở đây cả. Nào. Ở đây xem đây là cái gì nào. Kìa, nếu các bác nhìn thấy xa 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 tít kìa thì em nghĩ là đảo Phú Quốc. Xa mờ hẳn nhé chứ không phải là mấy cái nó rõ rõ gần gần đây đâu. Đây là mộ Trần Lý là cái gì? Nơi đây tôn sư. Em không hiểu lắm. Có hai hũ gạo, một hũ muối. Trần Lý à, ra đây xem uống gì nào. À. Đã xin được cái võng rồi à? Chị ơi, kia là cái mộ hay cái gì ấy? Tổ sư Minh Đăng Quang. Tổ sư gì? Tổ sư Minh Đăng Quang.
Minh Đăng Quang à? Em không biết đâu tổ sư này. À. À. Tự nhiên cái mộ cứ tưởng là cái mốc chủ quyền hay cái gì đấy cơ. Ngon nhỉ? Có chỗ ngồi ngon nhỉ? Mát đấy. Ngắm đấy đi. Nào ngắm biển tí. Hello, đang ngồi nghỉ trưa các bạn. Đấy, làm cốc nước. Đây là đường điện ra Phú Quốc thật. Đấy. Đường điện ra Phú Quốc, và nếu những hòn đảo xa xa kia thì các bác để ý thế là đảo Hải Tặc hay là quần đảo Hải Tặc. Đấy. Cái đường này nó sẽ có một cái đường phà nữa từ từ Hà Tiên ra Phú Quốc, chạy một phát ra Phú Quốc luôn. Đấy. Nhưng Phú Quốc thì thực ra mà nhìn ở đây thì nó hơi mờ mờ thôi, trên video có thể các bác không nhìn thấy. Nhìn thấy cái đảo hơi mờ mờ, rất 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 khó nhìn. Đấy. Thế còn quần đảo ngay gần đây là Hải Tặc rồi, cạnh những cái đảo cạnh đó có những quần đảo nhỏ hơn, những hòn đảo nhỏ hơn kia hoặc là phía này. Đấy là của Campuchia nhá. Campuchia. Đấy. Ôi, ngồi gần như là nơi xa nhất của Việt Nam rồi đấy. Nơi xa nhất ở về phía tây. Thế còn xa hơn nữa về phía nam thì sẽ có Mũi Cà Mau. Thì ngày mai hoặc là chiều ngày kia thì bọn em sẽ trải nghiệm ở Mũi Cà Mau.